Chào anh chị, em là Minh Khang đây. Và hôm nay em đang có mặt tại Bình Hương Hòa B. Quay thêm cho anh chị về một mẫu nhà ngày hôm nay mà em đang có mặt trực tiếp tại đây luôn ha anh chị. Một trệt 2 lầu 40m² và diện tích sàn là hơn 100m², chỉ có giá là 3.950.000.000. Và giá này mình còn ngồi lại thương lượng trực tiếp với chính chủ nữa nha anh chị. Rất là đẹp luôn. Thì đây là một căn nhà hoàn hảo cho gia đình mình có tài chính thấp luôn anh chị. Căn nhà này của mình là sổ hồng riêng, đã hoàn công đầy đủ và ngân hàng cũng đã thẩm định vay rồi nha anh chị. Đây, ngang cho mình là 4m nè anh chị. Đường này là đường lớn nha anh chị. Đường phía trước nhà mình sẽ là đường bê tông 5m. Ô tô có thể ra vào thoải mái luôn anh chị. Mình khi mà gia đình mình mà có ô tô, mình cũng có thể sắp xếp mình đậu ô tô vào nhà luôn cũng được. Rất là rộng rãi ha. Đây, đây là khoảng không gian phòng khách của gia đình mình nè anh chị. Rất là sang ha anh chị. Có rất là nhiều bức tranh cho gia đình mình luôn nè anh chị. Trần là trần thạch cao, đúc thật 100% luôn. Hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ cho toàn bộ không gian phòng khách mình luôn nha anh chị. Có rất nhiều bức tranh cho gia đình mình luôn. Về phần cầu thang á, thì ngay chỗ này chủ nhà của mình đã trang bị cho mình một hệ thống tủ. Có rất nhiều hộp tủ ở đây nè anh chị. Thoải mái đựng đồ luôn ha anh chị. Ở đây chúng ta sẽ có một khoảng không gian nhà vệ sinh bé bé xinh xinh nè anh chị. Và liền kề ở đây luôn chúng ta sẽ có một khoảng không gian bếp được trang bị sẵn, tủ bếp trên, tủ bếp dưới nè. Ở phía trên thì là trần vượt cấp nha anh chị. Hệ thống đèn viền là màu vàng, rất là sang trọng luôn. Không gian này của mình á, anh chị cũng có thể sắp xếp mình để một cái bàn ăn nhỏ nhỏ ở đây nè anh chị. Khá là ấm cúng luôn. Rồi, hướng nhà của mình sẽ là hướng nam nha anh chị. Hiện tại thì bên Minh Khang chỉ bán nhà có sổ hồng riêng và hoàn công đầy đủ thôi. Nếu như anh chị đã lâu rồi mà vẫn chưa tìm được căn nhà nào ưng ý á, thì cứ liên hệ ngay cho Minh Khang nha. Em có để số điện thoại ở phía dưới video này nè anh chị. Thì ở trên khu vực tầng 1 của mình anh chị sẽ có thiết kế là 2 phòng ngủ. Đó, và các phòng của mình rất là thoáng mát ha anh chị. Đều đã có khung cửa sổ nè. Lấy nắng lấy gió thoáng mát cho các không gian phòng ngủ của mình nè anh chị. Ở ngay chỗ chính giữa của các căn phòng của mình. Yeesh. Ở ngay khu vực này á, thì nhà của mình đã được bố trí sẵn một cái tấm tranh nè anh chị. Và ở phía bên cạnh trái của cầu thang luôn, chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh mà hai phòng ngủ này chúng ta sẽ sử dụng chung ha anh chị. Ở phía dưới thì chúng ta còn một khoảng không gian nhà vệ sinh nữa. Rất là thoải mái cho gia đình mình luôn. Đây là khoảng không gian phòng ngủ thứ hai của gia đình mình nè. Ở trên vẫn là trần thạch cao. Có rất nhiều hệ thống đèn cho gia đình mình nha anh chị. Hệ thống ống đồng máy lạnh đầy đủ luôn. Và đây là khoảng không gian ban công. Khoảng không gian này rất là rộng rãi ha anh chị. Thì ở đây nếu như anh chị mình có yêu thích trồng cây á, mình cũng có thể sắp xếp một mảng để mình trồng thêm mảng xanh cho gia đình mình ha anh chị. Và đây là khu vực ở trên không gian tầng 2 của mình nha anh chị. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống giếng trời nè. Và đây sẽ là khoảng không gian phòng ngủ của mình nữa nha anh chị. Thì cũng ấm cúng thôi. Đã được trang bị sẵn cho mình hệ thống đèn điện đầy đủ nè anh chị. Và ở đây chúng ta còn có một cái cửa sổ nữa, lấy nắng lấy gió, thoáng mát cho gia đình mình ha. Ở đây vẫn sẽ tiếp tục là một nhà vệ sinh nè anh chị. Được ốp gạch từ dưới lên trên tới trần luôn anh chị. Nhà mình ở ngay phía bên trên của khu vực lầu 2 của mình á, vẫn sẽ được đúc thật nha anh chị. Cực kỳ chắc chắn và kiên cố luôn. Đó, đầy đủ công năng cho gia đình mình sử dụng ở trong khu vực nhà vệ sinh đi luôn ha anh chị. Đó, thì đây là khoảng không gian nữa nè anh chị. Nếu như anh chị mình có thờ phượng thì ở đây mình cũng có thể sắp xếp mình thờ cúng ở trên đây ha anh chị. Hoặc là mình cũng có thể mình làm cái phòng ngủ ở đây nè. Về phần ban công ở trên tầng 2 thì nó sẽ bị thụt vô một miếng so với ở ban công tầng 1 nha anh chị. Đó là quy định chung của những nhà 40m² ở ngay khu vực này luôn. Rồi, vậy là đã kết thúc video ngày hôm nay rồi. Nếu như anh chị có thích căn nhà này á, thì hãy để lại cho em một nút like. Và đừng quên đăng ký kênh của em để cập nhật thêm những sản phẩm mới nhất trong khu vực quận Bình Tân này nha anh chị. Căn nhà hôm nay của chúng ta chỉ có mức giá là 3.950.000.000 thôi anh chị. Và giá này mình còn ngồi lại thương lượng trực tiếp với chủ nữa. Một lần nữa em xin cảm ơn anh chị. Và hẹn gặp lại anh chị trong các video clip lần sau nha.